Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con nồi chiên không dầu hàng Nhật nội địa phục vụ các bác nhé. Tết gần đến nơi rồi, các bác sắm cho gia đình một chiếc nồi chiên không dầu, nấu ăn rất là tiện, không cần phải dùng đến dầu mỡ nhiều. Đấy, đặc biệt là rất tiết kiệm tiền dầu nhé. Đấy, bình thường các bác rán một hai miếng đậu các bác cũng phải đổ rất là nhiều mỡ ra để rán, nhưng mà đối với cái nồi chiên không dầu này thì các bác gần như không phải sử dụng đến dầu. Đấy, đỡ được rất là nhiều dầu rán, ăn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Rán lại rất sạch, gọn nhẹ, không bắn. Không bắn ra bên ngoài các bạn, không bắn nhé, không mùi. Đấy. Phải nói là một cái ưu điểm tuyệt vời của một cái chiếc nồi chiên không dầu. Ai cũng có thể làm được, từ trẻ con cho đến những người không biết nội trợ. Cũng chỉ cần cho vào đặt nhiệt độ này và xoáy thời gian. Đấy. Là nó nấu thôi, thỉnh thoảng mình bỏ ra mình kiểm tra. Mình chưa quen với cái thời gian thì mình bỏ mình kiểm tra. Ví dụ là các bác làm một lần đậu này, các bác rán áng chừng khoảng 20 phút chín thì lần sau mình cứ 20 phút ở cái nhiệt độ 200 độ C chẳng hạn. Đấy. Thì ai cũng có thể làm được một cái món của mình. Đấy. Cái lòng nồi này nó rơi vào khoảng 18 phân các bác nhé, chiều cao vào khoảng 8 đến 9 phân. Cái này thì các bác mở ra được này. Riêng về cái phần lòng chảo này thì gần như là mới tinh, mạ chống dính này, gần như mới các bác nhé, không có dùng gì đến cả. Đấy, gần như mới tinh luôn. Ở cái phần này là cái phần hứng mỡ này, nó cũng có hơi bị han một chút ở đây. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì các bác nhé, cái này chỉ là để hứng mỡ thôi, hứng mỡ thừa bỏ đi thôi. Đây, chủ yếu cái này nó vẫn mới tinh này. Đấy. Con này phần máy so các bác nhé, phần máy so của bếp như mới, gần như chưa dùng. Đấy. Gần như chưa dùng luôn. Đấy, gần như mới tinh, chưa dùng nhé. Một con nồi chiên không dầu còn rất là đẹp, em để mã số 5 này. Đấy. Lòng chảo còn như mới luôn. Đấy. Cái khay này là khay hứng mỡ các bác nhé. Đấy. Cho ở đây có bật nút này, nhắc ra là khi rửa mình nhắc này ra mình rửa. Đấy. Làm được tất cả các món như là khoai tây chiên, rán thịt, nướng thịt, đấy, rán nem chua rán này. Nói chung là cái món gì liên quan đến rán là các bác cho đi dùng được hết, rán cá, thịt được hết. Và ươm luôn mà rất là ngon, tiết kiệm dầu mỡ, không ảnh hưởng sức khỏe. Rất là nhanh gọn, ai cũng có thể làm được. Cái chiếc này em bán là 2 triệu rưỡi các bác nhé. Bác nào lấy thì các bác liên hệ, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn đâu ạ. Các bác lưu ý là cái nồi chiên không dầu này còn Nhật nội địa nhé, nó sử dụng là điện 100V đấy ạ. À, chào các bác.